Suốt ngày mày nghe lời cái thằng thầy giáo khó ưa đó. Vậy mày ở đây làm gì? Mày qua nhà thầy giáo của mày, mày ở đi. Bông này tôi tặng thầy. Mặc dù bữa nay không phải 20 tháng 11. Mắc mớ gì mà ông tặng bông cho tôi? Thôi, xuống nhiều vậy? Ăn gì hết thầy ơi. Ăn mình phải chia sẻ. Wow. Ê cái ông này, trả đây. Bộ con có bộ hả? Con đâu? Màu nào? Hương à. Dạ. Anh nghĩ em không nên mua đồ ăn cho anh nữa đâu. Ủa? Cũng là bún bò nè. Hay vậy ta? Tôi cũng mua bún bò. Bún bò ngon nhất thành phố. Bồi dưỡng cho thầy. Bà khóc quá à? Mà thương mà. Đừng khóc mà. Thương nhiều mà.